Cảm ơn em đã cảm ơn ba lần rồi nha. Everybody. Everybody. Còn mọi người như everybody, do you feel diva? Now we are so diva tonight. Yeah, trời ơi, đã quá. Thưa quý vị, một lần nữa cho ekip thực hiện một tràng vỗ tay vì cái sự công phu này thưa quý vị, từ cả trong MV từ khi bước ra ngoài này. Dễ thương quá. Hỏi thiệt một câu, quý vị coi có đã không ạ? Cho em thấy một tí cảm xúc chưa bao giờ có nha. 1, 2, 3. Ok, cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay xin một lần nữa rất là cảm ơn tất cả mọi người đến đây. Và thưa quý vị, trên sân khấu quý vị đây, đại diện cho tiếng nói của tất cả những ai đang dồn nén bản thân mình bấy lâu nay, đại diện cho chị em phụ nữ đang ẩn mình trong bóng tối, đại diện cho tất cả những người hiện nay đang cần một tiếng nói để đưa ra bản thân mình ra thế giới rằng tôi là một thứ gì đó tốt đẹp và tôi có quyền tỏa sáng theo riêng mình. Thưa quý vị, Thu Minh mang đến thông điệp ai cũng có thể là một diva chứ không chỉ riêng tôi. I am diva. Các bạn tạo hình rất là thú vị, cái mặt nhìn có vẻ rất là lạ mắt, nhưng mà thẳm sâu bên trong mỗi một bạn có một cái câu chuyện riêng. Và quý vị thấy là những cái ngoại hình này, nếu mà chúng ta nói thì mà thông thường cơ bản chúng ta có thể nói là họ đẹp được, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay tại sao trên sân khấu này nhìn họ rất là tự tin và rất là chất như thế này? Mỗi người đều có một câu chuyện riêng của bản thân mình. Và câu chuyện đó như thế nào? Chúng tôi mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình, cùng theo dõi câu chuyện mà Thu Minh mang đến cho tất cả những người trên sân khấu. Xin mời.